Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình gặp một con Oppo A3s. Máy vừa khởi động xong, máy đưa được vào. Máy này có khách nha mọi người nha. Đấy, đây này, pin báo dung lượng pin là 100% nha mọi người nha. Đây, pin báo là 100%. Cắm sạc, mở lên, dùng ok. Nhưng mà cứ rút sạc ra mọi người nha. Rút sạc ra là sập luôn này. Đây, mình sẽ rút ra cho các bạn xem. Rút sạc nhá. Đấy, một lúc này, đấy, sập ngay lập tức. Đây, sập rồi này. Ăn không lên được nữa nhá. Mà bật nguồn khởi động. Ok, vẫn khởi động. Nhưng mà chỉ lên được hiện chữ Oppo này rồi cũng lại sập luôn. Thì không biết là tình trạng nó như thế nào. Thì rồi ok, thì hôm nay mình sẽ thử test thử thôi. Đầu tiên thì chúng ta nên kiểm tra cục pin trước. Trước khi làm cái phần cứng thì chúng ta cái gì làm được trước thì chúng ta làm. Đầu tiên chúng ta kiểm tra là cái phần cứng, phần mềm trước thôi, bề ngoài thôi, nhẹ trước thôi. Pin trước. Đấy, sập rồi này mọi người nhé. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra xem pin nó như nào, chúng ta thay cục pin mới xem có bị sập nữa không nhé. Chung này tình trạng như này thì nó cũng thường là chúng ta kiểm tra pin. Nếu chúng pin mà vẫn tình trạng như thế thì chúng ta up thử phần mềm khác xem nó có bị xung đột phần mềm, nó bị hiện tượng như thế không, rồi chúng ta bắt đầu mới làm đến phần nguồn nha mọi người nhé. Uầy, con này như còn nguyên siêu sao, bóc bắt ra phết. Đấy, cũng vẫn còn nguyên bản chút đấy. Con này còn nguyên tem này, bây giờ mới siêu tem của nó ra đấy. Siêu ra. Xem em nó có bị nặng lắm không. Nặng là coi như hơi mệt đấy. Ok, trước tiên thì chúng ta phải làm cái em pin này trước đấy. Hy vọng là em pin này đã bị lỗi pin thì là nhẹ nhất mọi người nhé. À quên, có phần mềm ấy. Phần mềm thì mình có mất công mình làm một chút thôi, nhưng mà không mất. Nhưng cái pin thì chúng ta lại mất, nên chúng ta thường phải kiểm tra pin trước ạ. Cái đơn giản mình làm trước. Siêu cục pin ra. Đây là cục pin mới nhá. Mình cũng là cục pin mới nguyên zin luôn đấy, chứ không phải là hàng ngoài đâu nhá. À, ok, bật nguồn thử nào. Dùng rồi. Cầu trời khấn Phật là được luôn nhá. Đấy, cầu trời khấn Phật amen các kiểu, mong cho ok luôn, đỡ phải làm nhiều thao tác thì tuyệt vời luôn mọi người ạ. Coi như con này nó bệnh nhẹ. Đấy, thì máy nó cực kỳ an toàn, không bị làm sao, không bị xung đột cái gì hết. Chỉ có mỗi lỗi pin thôi. Thay cục pin mới thường thường, nói chung là dòng này ra cách đây cũng lâu lắm rồi mà. Chỉ cần thay cục pin gái là lên ok luôn. Ui trời ơi, quá tuyệt vời luôn này mọi người. Đấy, thay cục pin là lên là mầm luôn này. Đấy, chạy vi vu luôn. Đấy, thế là không bị lỗi luôn. Đây này, chỉ có lỗi công nguyên của pin thôi. Đây, chúng ta chỉ cần thay của pin mới xịn sò cái là ok luôn. Hoặc là suy nghĩ rồi ok nhá. Đấy, tình trạng con Oppo A3s này, tình trạng là lên lại sập
lên lại sập, cắm sạc thì dùng được mà rút sạc ra thì sập. Đấy thì nó sẽ có nhiều trường hợp. Trường hợp đầu tiên thì chúng ta phải kiểm tra pin trước đã. Thay pin vào ok nữa thì là ok rồi. Thì coi như là máy không có bị tình trạng bị lỗi gì hết. Chúng ta chỉ cần thay cục pin vào là sử dụng như bình thường nha mọi người nhé. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người nhé.